Từ hồi mình sử dụng nước lọc để tắm ấy, thì đến nay thì cái hiện tượng mụn lưng của mình đã sẽ giảm được đến khoảng 70-80%. Ví dụ cho mọi người, nói chung là các bạn thấy không? Cải thiện rất là nhiều so với cả ngày xưa. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với cả Dinology. Và hôm nay thì mình đang ngồi đây ở một vị trí rất là mới, vào giữa trưa, bây giờ đang là 12 giờ trưa. Rất là nóng các bạn ạ. Các bạn biết tại sao mình phải ngồi đây không? Bởi vì ở đây để mình thực hiện một lời hứa. Một cái câu hỏi mà các bạn đã hỏi mình rất là nhiều từ khi mình làm house tour, kitchen tour sau đến tận làm Q&A thì các bạn vẫn tiếp tục hỏi, đó chính là về hệ thống lọc nước nhà mình. Bởi vì thật sự nhà mình có một cái hệ thống lọc nước mà mình rất tự hào kinh khủng luôn. Và chính cái hệ thống lọc nước này đã thay đổi cái cuộc sống của mình hoàn toàn. Mọi người thường nghĩ rằng là cuộc sống 5 sao là sống trong một ngôi nhà sang trọng, nào là bàn ghế xịn, nội thất xịn, rồi tất cả những cái thứ mắc tiền ở trong nhà. Nhưng mà khi mà mình làm nhà ấy, thì mình may mắn mình gặp được một anh thầu cũng như là anh giám sát đã chỉ cho mình đích thực cuộc sống 5 sao là như thế nào. Ngoài những món đồ xịn ra thì thực tế là mình sống trong nhà ấy, những cái tiện nghi, những cái tiện ích nó có mang lại sức khỏe cho mình, có mang lại cái sự tiện nghi cho mình hay không, thì đó mới đích thực là 5 sao. Ba yếu tố mà mình rất là quan tâm khi làm nhà mà mình nghĩ rằng nó sẽ cải thiện cuộc đời mình rất là nhiều, đó chính là nước này, không khí này và ánh sáng này. Nói chung là không khí và ánh sáng thì mình nợ. Hôm nay thì là video đầu tiên mình sẽ nói về một yếu tố quan trọng cực kỳ, đó chính là nước. Nước ở trong nhà ấy, thì các bạn đều biết rằng khi mà trong nhà chúng ta sử dụng rất là nhiều nước. Nước để chúng ta ăn uống, tắm giặt rũ, lau nhà, cọ nhà. Và chất lượng nước thì nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cuộc sống của chúng ta. Ôi, khuất nắng rồi. Và chất lượng nước thì ảnh hưởng rất là nhiều đến cuộc sống của chúng ta, đúng không? Nếu mà chúng ta dùng nước mà không được tốt ấy, thì ảnh hưởng đến sức khỏe này, ăn uống vào rồi bị bệnh rồi các thứ. Nếu mà nước mà không sạch ấy, tắm ấy, thì tóc tai xấu này, da rẻ xấu này, rồi giặt quần áo này, nó sẽ làm quần áo lão hóa nhanh này, rồi quần áo thì bị sơ cứng, tất cả những cái đấy đều liên quan đến nước cả. Và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cái hệ thống lọc nước của mình và cái hệ thống lọc nước của mình đã nâng cấp cuộc sống của mình như thế nào, đúng không? Và đầu tiên ở ngay đằng sau lưng mình thì mình sẽ dẹp cái ghế này ra. Ôi, điệu đời làm cái gì không biết. Đây là hệ thống lọc nước tối tân. Mình nghĩ rằng đây là một trong những hệ thống lọc nước mà có cái chất lượng và nó gọi là cao cấp nhất ở thị trường Việt Nam hiện tại. Các bạn có thể nhìn thấy, đây là hệ thống lọc nước đầu nguồn cao cấp mà mình sử dụng của A. O. Smith. Thực ra thì mình đã sử dụng cái nhãn hiệu này từ rất là lâu, từ nhà cũ của mình. Từ nhà cũ của mình ấy thì hồi đấy mình nhà thuê mà, cũng không có nhiều điều kiện thì mình chỉ sử dụng một cái máy lọc nhỏ. Nhưng mà vì cái chất lượng lọc nước của hệ thống A.O. Smith quá là tốt. Đây là một thương hiệu đến từ Mỹ và tổng đài chăm sóc của họ cực kỳ tốt luôn. Bởi vì khi mà mình mua máy lọc nước ấy, một trong những điều mà mình quan tâm nhất đó chính là cái việc mà mình bảo trì, bảo hành, bảo dưỡng, thay lõi. Đây là những cái hệ thống này không phải là chúng ta mua một lần là xong, dùng đến trọn đời, mà cái sự hỗ trợ của bên hãng cực kỳ quan trọng luôn. Khi mà mình về nhà này thì mình quyết định là mình sẽ sử dụng hệ thống lọc nước đầu nguồn của chính cái hãng mà mình đã sử dụng khoảng 3-4 năm nay luôn. Và đây các bạn có thể thấy, hệ thống lọc nước đầu nguồn này có rất là nhiều tính năng đặc biệt. Mã của nó là AOS System 103. Đây là hệ thống lọc nước đầu nguồn cho toàn bộ nhà của mình. Có nghĩa là nước nguồn gốc của tòa nhà ấy, thì nó sẽ đi vào cái đường ống này, sau đó nó đi qua hệ thống này, sau đó nó đi qua máy lọc nước nóng toàn nhà để cung cấp nước nóng cho toàn nhà, còn một đường khác thì nó cung cấp nước lạnh cho toàn nhà. Và tất cả nước ở trong nhà mình, dù là nước dội bồn cầu, nước tắm, nước sử dụng trong máy giặt, nước sử dụng trong máy rửa bát, đều sử dụng hệ thống lọc nước, đều sử dụng nước lọc qua cái hệ thống này. Và qua hệ thống này thì nó có điểm gì mà khiến mình phải tốn công tốn sức làm một cái hệ thống đường nước trong nhà nó rất là tốn kém? Bởi vì khi các bạn biết nhé, khi mà nước vào thẳng nhà ấy, mọi người không qua hệ thống lọc nước đầu nguồn ấy, thì mọi người sẽ chia nước ra luôn. Còn mình đi qua đây nên là cái hệ thống ống này nó rất là tốn kém, nó phải đốn gấp đôi đến gần gấp ba tiền đường ống của mình. Vất vả như thế để làm gì? Bởi vì các bạn biết ấy, thực ra là cái nước của chúng ta khi mà nhận vào ấy thì nó sẽ có rất là nhiều tạp chất khác nhau. Mặc dù nước máy ở chung cư hay ở thành phố đều đã được qua xử lý ở nhà máy nước, tuy nhiên là vì là nhà máy nước xử lý cho cả một thành phố và cả một khu vực rộng lớn, và cái đường ống dẫn từ nhà máy nước cho tới mỗi căn hộ ấy thì nó cũng rất là dài, và cái chất lượng thì nó là một câu hỏi rất là lớn. Không phải nước đến nhà chúng ta lại sẽ luôn luôn sạch. Thường nước ở Việt Nam, do đặc điểm địa lý ở cái vùng Đông Nam Á của chúng ta, thì nước ở Việt Nam có rất là nhiều chất rắn hòa tan, và thường là chất rắn có ion canxi. Và khi mà nước có nhiều ion canxi, các bạn biết là sinh ra cái gì không? Là chúng ta, mình sẽ để một số hình ảnh ở đây, ví dụ là chúng ta sẽ sử dụng đun nước thì luôn luôn có cặn canxi ở trong ấm đun nước siêu tốc này. Rồi nhà tắm của chúng ta luôn luôn có cặn canxi bám lên gương, lên đồ vệ sinh, lên vòi rửa, lên vòi sen. Nhiều khi cặn canxi ở vòi sen nó nhiều đến nỗi là nó bít
từng cái lỗ trên vòi sen ấy và khiến cho nước của chúng ta rất là yếu. Và tiếp theo là khi mà giặt ấy thì nó sẽ khiến cho khăn bông và quần áo chúng ta càng ngày càng trở nên sơ và cứng hơn. Bởi vì các bạn biết là ion canxi ở trong nước ấy thông thường là nằm ở dưới dạng là CaHCO3. Và đây là một cái loại muối tan được ở trong nước. Tuy nhiên là khi gặp nhiệt độ cao thì chúng ta đun thành nước nóng để tắm này, chúng ta đun thành nước nóng để uống này, đun nước nóng để rửa bát, để giặt này, thì cái ion canxi nó từ CaHCO3 hai lần chuyển sang CaCO3. Và CaCO3 thì nó không tan trong nước, vậy nó sẽ bám lại thành cặn ở trên đồ, rất là tệ đúng không? Và ở cái hệ thống lọc nước đầu nguồn này của mình sẽ đi qua rất là nhiều lớp lọc khác nhau. Các bạn nhìn này, ôi thật sự là để giải thích sâu về cái máy lọc nước này thì mình rất là khó, bởi mình cũng không có đủ chuyên môn. Nhưng các bạn nhìn này, nó có 1, 2, 3, 4, 4 cái unit lớn này. Và đây là cái bình nước nhỏ để chứa. Và ở bên này thì sẽ có rất là nhiều bảng điều khiển. Các bạn nên vào đây xem. Hiện tại thì mình đang tận dụng cái này để mình để cái xe của mình luôn, nên nó hơi bừa bộn một tí. Nhưng các bạn nhìn này, đây, nước và cái bảng điều khiển rất là thông minh, rất là chi tiết. Và thông thường ấy, các bạn nhìn này thì các bạn sẽ nghĩ rằng là mình sẽ không vận hành nổi cái này đúng không? Nhưng mà tất cả các nhân viên của Aerosmith, khi mà mình mua cái hệ thống lọc nước cao cấp này rồi thì họ sẽ đến vận hành cho mình. Và máy này nó có chương trình rất là thông minh. Thông thường ấy, thì mình sẽ không cần phải can thiệp hay là tác động gì đến máy hết. Và khi nào mà có một cái vấn đề gì nó quá trục trặc ấy, mình chỉ cần gọi bên hãng đến, họ sẽ xử lý ngay cho mình. Và ở đây có rất là nhiều đồng hồ, nói chung là nhìn nó cực kỳ hoành tráng luôn. Và đây các bạn có thể nhìn này, ở đây nó có báo tình trạng của từng lõi lọc đấy. Và khi nào mà nó chuyển sang đèn đỏ ấy thì mình chỉ cần gọi hãng đến thay cho từng lõi lọc hoặc là thêm muối. Và ở đây có cả một cái đèn UV, có nghĩa là đèn UV thì sẽ diệt khuẩn nước, nên đa phần nước ở trong nhà mình đã được diệt khuẩn 100%. Và khi nào mà có sự cố ấy, thì mình sẽ ấn vào đây để dừng khẩn cấp. Nhưng mà hệ thống lọc nước đầu nguồn này thì chưa đủ. Các bạn biết rằng khi mà mình làm cái hệ thống này ấy, thì mọi người đều nhìn vào hệ thống này và bảo là ôi hệ thống này quá là phức tạp, thường là người ta sẽ sử dụng hệ thống này cho biệt thự. Nhưng mà với mình ấy thì cuộc sống của mình, cái sự tiện nghi của mình nó rất là quan trọng. Nên là tại sao mà cứ phải có biệt thự thì mới dùng hệ thống này. Bây giờ mình sẽ sử dụng hệ thống này luôn. Và khi mà hệ thống lọc nước này đi qua thì mình cũng muốn giới thiệu thêm cho các bạn ở bên này. Đây là máy nước nóng đầu nguồn của mình. Có nghĩa rằng là ở nhà mình thì có 4 phòng tắm, có bếp. Và đa phần là ở đâu sử dụng nước ấy, thì đều có lựa chọn là để pha nước nóng vào hết. Khi mà mình sử dụng như vậy thì mình sẽ có rất là nhiều phương án khác nhau. Ngày xưa thì mình cũng đã tính đến cái phương án là mình sẽ sử dụng máy nước nóng nhỏ lắp vào từng nhà tắm ấy. Nhưng mà như thế rất là phức tạp. Ở một điểm là ở mỗi nhà tắm mình sẽ phải lắp một cái máy nước nóng nhỏ, rồi mình sẽ phải hạ trần, và trần nhà tắm của mình sẽ không được cao. Và nhiều máy nước nóng như vậy thì mình sẽ phải quản lý, rồi mình sẽ phải bảo dưỡng, nó rất là phức tạp. Nên là sau khi mà mình cân nhắc mãi thì mình cũng nghĩ rằng là mình nên có một cái máy nước nóng tổng. Bởi vì khi mà có máy nước nóng tổng và mình đi hệ thống cho cả nhà ấy, thì mình sẽ chỉ phải quản lý đúng một cái máy mà thôi. Và đây chính là máy nước nóng tổng của mình, với dung tích lên đến tận 180 lít. Và các bạn biết cái máy lọc nước này có điểm gì đặc biệt không? Có một điểm cực kỳ đặc biệt, bởi vì khi mà các bạn nghĩ đến máy nước nóng thì các bạn sẽ nghĩ rằng là đa phần sẽ sử dụng những cái công nghệ giống như là bình đun nước siêu tốc của chúng ta đúng không? Người ta sẽ cho một cái dây miso vào, sau đó người ta sẽ đun nước lên. Hiện đại hơn thì nó sẽ có rơ le chống giật, nhưng mà về cơ bản là chúng ta đều cho điện đi qua một điện trở để sinh ra nhiệt và sau đó thì làm nóng nước. Và cái công nghệ đấy nó có rất là nhiều nhược điểm. Nó chỉ rẻ thôi, nhưng nó có rất là nhiều nhược điểm. Thứ nhất là rất dễ giật, kể cả khi mà chúng ta có sử dụng rơ le thì nó cũng rất dễ giật. Nhất là nước của chúng ta lại nhiều nước cứng. Bởi vì khi mà nước cứng nó đi qua ấy, nó đi qua nước nóng như vậy, nó sẽ bám lên trên cái dây đun nước. Và mình sẽ để một cái hình ở đây là cái dây đun nước nó bị lão hóa như thế nào. Và nó càng lão hóa như thế thì kể cả có rơ le chống giật ấy thì nó cũng rất dễ gây ra giật. Và thứ hai là đun nước nóng trực tiếp như thế thì cực kỳ hao phí điện năng. Hao phí điện năng vô cùng luôn. Và cái bình nước nóng tổng nhà mình ở đây thì nó sử dụng một công nghệ khác, đó là công nghệ heat pump. Công nghệ heat pump thì chúng ta sẽ không đun nước trực tiếp, và mình sẽ để sơ đồ vận hành của công nghệ heat pump ở đây. Nhìn thì có vẻ hơi khó hiểu đúng không? Nhưng mà quay ngược trở lại thì chúng ta sẽ nghĩ đến cái điều hòa của chúng ta. Điều hòa của chúng ta thì sẽ là một cái hệ thống ống đồng khép kín. Ở trên này có điều hòa này. Đó, hệ thống ống đồng khép kín. Và trong hệ thống ống đồng khép kín này nó sẽ đi ra hai phần, một phần ở ngoài nhà, một phần ở trong nhà. Trong hệ thống ống đồng khép kín đấy thì luôn luôn có một cái loại dung môi có nhiệt độ sôi khá là thấp. Và khi mà cái dung môi đấy, các bạn hiểu nôm na là đi vào cái dàn lạnh ở trong nhà ấy, thì nó sẽ lạnh và nó sẽ hút bớt nhiệt ở trong không khí ở trong nhà. Và sau khi mà nó mang nhiệt ra ngoài ấy, thì là cái dàn nóng này nó sẽ thổi cho cái nhiệt nó bay ra ngoài và nó sẽ thành một cái hệ thống tuần hoàn khép kín như thế. Thì công nghệ heat pump dành cho bình nước nóng thì nó cũng tương tự như vậy, nhưng mà nó đảo ngược lại. Nó không lấy nhiệt
từ cái việc là chúng ta đốt điện trở để sinh ra nhiệt, mà nó sẽ lấy nhiệt từ việc là chúng ta sẽ lấy nhiệt từ môi trường bên ngoài, nó sẽ hấp thụ nhiệt từ môi trường bên ngoài. Các bạn nhìn ở đây thì có thể thấy có rất là nhiều lá kẽm, không biết các bạn nhìn được không, rất là nhiều lá kẽm. Lá kẽm này sẽ giúp cho cái việc là lá kẽm, lá đồng này sẽ giúp cho cái việc là hấp thụ nhiệt từ môi trường bên ngoài và dùng chính cái nhiệt đấy để làm nóng nước. Và các bạn xem lại sơ đồ một lần nữa nhé. Các bạn nhìn thấy không, khi mà cái sơ đồ này được hiện lên ấy thì cái hệ thống của chúng ta rất là khép kín, và điện ấy thì nó không bao giờ tiếp xúc trực tiếp với cả nước hết, nên là khả năng gây ra giật gần như là không thể, gần như là không thể. Và thêm một đặc điểm nữa là hệ thống này sẽ tiết kiệm điện tới 75% so với cả hệ thống đun nước nóng thông thường. 75% các bạn ạ. Các bạn tưởng tượng một tháng nếu mà gia đình các bạn sử dụng 100.000 tiền điện để đun nước nóng thì ở đây mất có 25.000, tiết kiệm được đến 75%. Và thêm một đặc điểm nữa của cái máy nước nóng Aerosmith này, đó chính là cái hệ thống thông minh của nó. Có nghĩa là sau một thời gian mình sử dụng cái bình nước nóng này, nó sẽ học hỏi và biết là mình hay sử dụng nước nóng vào thời gian nào. Ví dụ vào thời gian này trong tuần mình hay ngâm bồn, nó sẽ học từ tuần này qua tuần khác và nó sẽ nhớ và nó sẽ đoán. Đến khi mà nó học đủ rồi ấy, thì nó sẽ đoán là đến lúc đấy là mình đang chuẩn bị tắm nước nóng và nó đun nước sẵn. Và nó, lúc đấy ấy, thì mình sẽ có ngay nước nóng để sử dụng và nó không đun thường xuyên để chờ mình. Thì thành ra là tiết kiệm điện còn cao cấp hơn nữa. Và nói chung là sau khi mình sử dụng cái bình nước nóng này, ở đây mình sử dụng nhà lớn hơn, nhiều hơn, nhưng mà trong qua quá trình đo điện thì mình còn sử dụng ít điện hơn là mình sử dụng một cái bình nước nóng có 40 lít ở nhà cũ, ở đây tận 180 lít các bạn ạ. Quá tuyệt vời. Và khi mà các bạn kết hợp combo giữa hai máy là máy lọc nước đầu nguồn và máy nước nóng này này, thì nó sẽ tạo ra một cái sự gọi, mình gọi là sự kết hợp hoàn hảo. Có nghĩa là nước từ máy lọc nước đầu nguồn sang máy nước nóng đầu nguồn là nước tinh khiết, không có cặn canxi. Khi mà nước vào đấy nó đun nóng lên ấy, nó không bao giờ tạo ra cặn. Và tuổi thọ của cái máy nước nóng này nó cũng sẽ được kéo dài hơn, bởi vì nó được đun nước tinh khiết, nó được đun nước lọc, chứ nó không phải đi đun nước có nhiều cặn canxi. Và có lẽ là bây giờ các bạn đã nhìn được tổng thể hai chiếc máy lớn của mình ở đây. Và chắc là rất là nhiều bạn sẽ thắc mắc về giá của hai cái máy này. Mình sẽ để giá ở hai bên này. Đây là giá chính thức họ để ở trên trang web. Và mình biết đây là một cái giá trị rất là lớn cho một căn nhà. Nhưng mà mình nghĩ rằng nếu mà chúng ta có điều kiện thì cũng nên cân nhắc. Ngoài ra thì Aerosmith ấy thì cũng có những cái lựa chọn thấp hơn cho máy lọc nước đầu nguồn cũng như là máy nước nóng. Thì mình nghĩ rằng là ở phân khúc nào thì mình cũng có thể đáp ứng được. Nhưng mà ở đây thì mình muốn nhấn mạnh đến cái tầm quan trọng của việc lọc nước đầu nguồn và sử dụng công nghệ heat pump để làm nước nóng. Nó vừa tiết kiệm điện, nó vừa thân thiện với môi trường so với những công nghệ cũ khác. Bây giờ thì mình sẽ chuyển qua để mình chứng minh cho các bạn xem là cái nước mà không có canxi thì nó sẽ như nào nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nhà tắm của mình. Nói chung là nhà tắm của mình ấy thì hiện tại thì mình ở đây được khoảng 2 tháng. Và các bạn thông thường thì các bạn biết rằng 2 tháng mà chúng ta không gọi là cọ rửa chuyên sâu nhà tắm ấy thì cặn canxi nó sẽ bám hết. Nhưng mà thực tế mình thề với các bạn là 2 tháng mình về đây chưa lần nào mình cọ rửa gọi là chuyên sâu. Dĩ nhiên là sau cái lần mà vệ sinh công nghiệp để vào ở thì đến giờ ấy, mỗi lần ấy mình chỉ có kiểu dội nước rồi cọ sơ. Nhưng các bạn nhìn này, đây là vách kính của mình. Vách kính này thì sẽ hứng toàn bộ nước tắm của mình. Ở chỗ thấp ấy thì nó hay bị bọt xà phòng thì nó sẽ đọng lại cái bọt xà phòng. Nhưng các bạn nhìn ở chỗ cao ấy, nếu mà các bạn sử dụng kính như này ở nhà ấy thì nó sẽ hay bám lại những cái vệt cặn canxi. Và mình sẽ lấy ví dụ về cặn canxi ở trên vách tắm cho các bạn xem ở đây. Nhưng mà các bạn có thể nhìn kỹ, dĩ nhiên là nhà của mình thì cũng sử dụng kính sọc nên là nó cũng sẽ khó nhìn hơn. Nhưng mà tuyệt đối ở trên chỗ cao này là không có một cái cặn canxi nào hết. Và vừa mình vừa tắm xong, ôi, nó ướt, phải cởi vớ ra. Đây, các bạn nhìn ở trong những cái thiết bị tắm này, ví dụ như những cái vòi hoa sen này, nếu mà các bạn sử dụng khoảng 2 tháng mà các bạn hay tắm nước nóng ấy, nó sẽ đọng lại những cái cặn trắng ở đây. Nhưng ở đây hoàn toàn không có các bạn ạ. Mà các bạn thấy ở trên TikTok mọi người hay lấy một cái ví dụ là các bạn vệ sinh cái này là gì biết không, là ngâm vào trong giấm. Cái giấm nó là axit thì nó sẽ hòa tan những cái muối canxi. Nhưng thực tế là đây, của mình không có một tí cặn canxi nào luôn. Và cái này thì nó giúp cho cái việc vệ sinh nhà cửa nó rất là tuyệt. Và các bạn có thể thấy vòi nước này không có cặn canxi gì hết. Gương về cơ bản là cũng thế. Gương ấy của mình chỉ bẩn duy nhất một lý do, đó chính là khi mình đánh răng, cho mình làm bắn cái kem đánh răng vào gương, chứ không bao giờ có cặn hết. Và quay sang bồn tắm, bồn tắm cũng là chỗ mình hay tắm nước nóng. Và nếu mà nhà bạn nào hay sử dụng bồn tắm ấy thì các bạn sẽ thấy là ở xung quanh cái lỗ thoát này sẽ hay có cặn canxi đúng không? Ở đây cũng không có luôn. Đó.
Và đó là một trong những cái điểm mà cực kỳ tuyệt vời. Thêm một điểm nữa, đây là một chiếc khăn tắm. Nói chung là nói ra thì hơi xấu hổ vì sử dụng nó 8 năm rồi mình chưa chịu thay. Để lấy ví dụ cho cái độ tuổi của nó thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây nó khá là sờn và bạc màu. Và cái tem của nó thì cũng đã nát như này, mình mua ở Index Living Mall. Nhưng mà đến bây giờ nhé, một cái khăn tắm 8 năm khi mà mình chuyển nhà qua đây thì nó cứng đơ luôn ấy. Kiểu dựng lên này nó không bay được cơ. Nhưng bây giờ thì nó siêu mềm. Các bạn biết tại sao nó siêu mềm không? Bởi vì chúng ta giặt bằng nước sạch, nước mà không có cặn canxi. Và mỗi khi mà mình sử dụng cái này xong mình còn dùng sử dụng máy sấy nữa nên nó rất là mềm. Và cơ bản thì chúng ta đã tham quan nhà tắm của mình và chúng ta cũng đã xem không có cặn canxi nó như thế nào. Và tiếp theo thì mình sẽ xuống bếp để mình chỉ cho các bạn. Và đây các bạn thấy là nước lọc tổng ấy nó còn chạy tới cả máy giặt và máy sấy của mình nữa. Và đây là máy của mình vừa giặt xong, may thế, vừa quần áo vừa giặt xong. Sáng nay thì mình tập thôi. Đây, khăn cực kỳ mềm luôn các bạn. Mới giặt xong chưa sấy nhá mà nó đã mềm như vậy. Và khi mà các bạn sử dụng nước lọc tổng ở đây ấy, thì nó sẽ bảo vệ, nó sẽ tăng cái tuổi thọ của máy giặt lên rất là nhiều. Bởi vì khi mà máy giặt mình sử dụng nước nóng để giặt ấy, thì những cái cặn canxi nó sẽ không đọng vào trong cái đường ống của máy giặt. Và các bạn biết thêm một điểm gì khi mà các bạn sử dụng máy nước nóng tổng không? Với máy giặt này thì mình đã kết nối trực tiếp đường nước nóng vào trong máy giặt. Có nghĩa là máy giặt của mình có hai đường cấp nước, một đường nước lạnh và một đường nước nóng. Và nó sẽ tùy theo cái chế độ giặt của mình, nó sẽ chọn nước nóng hay nước lạnh. Vì vậy là mình cũng sẽ tiết kiệm được khá là nhiều tiền điện khi mà mình sử dụng nước nóng để giặt quần áo. Bởi vì là khi mà chúng ta để cái máy giặt ấy, nó tự đun nước ấy, thì lúc nào nó cũng sẽ tốn điện hơn. Bởi vì từng cái công nghệ đun nước của cái máy giặt nó sẽ sử dụng cái công nghệ mà đun bằng dây mai so như mình đã nói từ trước. Nên là khi kết hợp lại ấy, nó sẽ tiết kiệm được rất là nhiều điện năng. Và cái tiền sử dụng điện nó cũng sẽ giảm đi so với cái nhu cầu mình sử dụng. Bình thường mình biết là mọi người giặt quần áo, mọi người rất là tiếc không sử dụng nước nóng để giặt. Nhưng với một số loại vải chúng ta sử dụng nước nóng để giặt ấy, thì nó sạch kinh khủng luôn đấy các bạn. Các bạn biết là trong máy rửa bát ấy, thì bao giờ cũng sẽ có một cái khoang. Cái khoang ở đây. Đây, cái khoang này là khoang đựng muối của máy rửa bát. Và muối của máy rửa bát có tác dụng gì? Muối của máy rửa bát ấy, nó có tác dụng làm mềm nước. Bởi vì các bạn biết là trong máy rửa bát ấy, là nó sẽ sử dụng cơ chế là phun nước nóng và bậm ép qua những cái như là vòi hoa sen này này, những cái đường ống này nó bé tí. Và khi mà chúng ta sử dụng nước cứng, cái nước nguồn trực tiếp ấy mà nước nó quá cứng, thì khi nó đun nóng thì nó sẽ đóng lại cặn canxi ở những cái lỗ này. Và khi mà nó đóng cặn canxi ở những lỗ và những cái tay quay này, về lâu về dài nó sẽ dẫn ra hiện tượng gì? Nó sẽ tắc những cái ống này. Và ở bên trong nó còn nhiều cái ống nhỏ nữa. Và nó tắc nhiều như vậy thì nó sẽ gây nghẽn và hỏng máy rửa bát. Và tuổi thọ máy rửa bát của chúng ta sẽ bị giảm. Nên là khi mà mình lọc nước ở đây thì mình thậm chí là mình còn không sử dụng muối trong máy rửa bát luôn. Vì vốn nước nhà mình cũng đã là nước mềm rồi. Và mình đặt chế độ ở đây là nước mềm. Và mình tiết kiệm được kha khá tiền muối máy rửa bát. Cộng thêm mình tiết kiệm được cả tiền đun nước của máy rửa bát luôn. Bởi vì mình cũng kết nối cái nguồn nước vào máy rửa bát là nước nóng luôn. Vì máy rửa bát thì luôn luôn phải sử dụng nước nóng. Và mình kết nối thẳng vào máy rửa bát nước nóng. Nên là máy rửa bát nó không phải đun lại nước nữa. Và các bạn nhìn thấy là mình sử dụng nước nóng nhiều như vậy, nhưng mà với cái việc mà chúng ta sử dụng đúng thiết bị và thiết bị có công nghệ tốt ấy, thì và chúng ta tính toán được về lâu về dài ấy, chúng ta tiết kiệm được rất là nhiều tiền cho cái việc là đun nước nóng lại nhiều lần. Vừa rồi thì các bạn cũng đã nắm được những cái máy lớn trong nhà mình, máy lớn trong nhà mình, thì bây giờ chúng ta sẽ nói đến máy nhỏ. Thực ra ấy, khi mà mình đã lọc nước từ máy lớn thì nước nó đã tương đối là sạch, có thể uống được. Mình nói là có thể uống được bởi vì nước đã được lọc qua rất là nhiều lõi, cộng thêm với cả xử lý đèn UV nên là nước chảy ra vòi nhà mình như này thì cũng đã vô khuẩn, cũng đã được xử lý vi khuẩn rồi. Tuy nhiên là để tăng thêm cái độ an toàn và yên tâm ấy, thì mình vẫn sử dụng thêm những cái máy lọc nhỏ. Những máy lọc nhỏ này thì có công nghệ RO. Công nghệ RO là công nghệ sử dụng điện để lọc nước và nó sẽ dư ra một cái phần nước thừa. Và công nghệ RO ấy thì nó sẽ tạo ra nước cực kỳ tinh khiết đến gần như nước cất. Và mình sẽ sử dụng những cái nước tinh khiết như thế này để uống, để nấu ăn, và như vậy thì sẽ đảm bảo cho sức khỏe của mình hơn. Và đầu tiên thì mình muốn giới thiệu cái máy lọc nước tại vòi của nhà mình là như này. Thì cái này thì mình sẽ gắn chết vào bếp như vậy. Bởi vì các bạn biết vì sao không, mình rất là ghét những cái máy lọc nước mà nó để ra ngoài, nó tốn diện tích. Nên là tất cả những cái máy lọc nước trong nhà mình thì mình đều tính từ trước khi mình làm phần thô của nhà cơ các bạn ạ. Từ khi mà mình lên bản vẽ thiết kế nội thất của nhà là mình đã phải tính là mình sẽ để máy lọc nước ở đây. Và rất là phù hợp là A. O. Smith thì có những cái dòng mà chúng ta giấu được ở dưới đảo bếp. Nên các bạn nhìn cái bồn rửa của mình rất là nhiều ly đúng không? Và ở đây thì có máy rửa ly. Và thường ấy, thì khi mà mình rửa ly xong thì mình lấy nước ở đây, cực kỳ tiện.
Và mình nấu ăn thì mình cũng lấy nước vào đây, các bạn đã xem trong clip nấu ăn của mình rồi. Và chúng ta hãy cùng tham quan cái máy lọc nước của mình. Đây là máy lọc nước Aerosmith K400 mình để ở bếp. Đây là lấy nước tinh khiết trực tiếp, không cần đun sôi, để nấu nướng, để ăn uống trực tiếp luôn. Công suất của máy này thì cực kỳ lớn, nó lên tới tận 1,1 lít trên 1 phút. Và các bạn biết không, ở đây có một cái hay cực mình muốn chỉ. Nó có công nghệ RFID. Cái này thì tương tự với cả thẻ thang máy ấy. Thì khi mà có cái công nghệ này thì các bạn có thể kiểm tra xem là những cái lõi lọc bên trong này có phải là lõi lọc chính hãng, lõi lọc đạt chất lượng hay không. Rất là thông minh luôn ấy. Và các bạn biết không, thì thông thường ấy thì mọi người nghĩ rằng là máy lọc nước ấy thì càng nhiều lõi lọc càng tốt. Tuy nhiên ấy, chúng ta chỉ cần vừa đủ lõi lọc thôi. Bởi vì khi mà tăng nhiều lõi lọc lên ấy thì nó sẽ tăng thêm cái nguy cơ là chúng ta phải nối những cái đường ống nối. Các bạn biết ấy, ống nước ấy khi mà nối đến một cái, chúng ta có một cái khớp nối ở đây và có một cái khớp nối ở đấy nữa, thì khi mà càng nhiều lõi lọc ấy thì cái khớp nối đấy nó càng tăng lên. Và khi mà nguy cơ tăng những cái khớp nối đấy lên thì chúng ta sẽ tăng nguy cơ là rò rỉ nước. Mà ở nhà chung cư ấy, rò rỉ nước thật sự là ác mộng luôn. Tự tưởng tượng bây giờ mình đi du lịch 10 ngày mà nước ở đây bị rò rỉ thì đúng là ác mộng, tai họa luôn ấy. Nên là với máy lọc Aerosmith, tại sao mình chọn ấy, bởi vì là tất cả máy lọc Aerosmith đều có rất là ít khớp nối. Với những cái máy lọc nước thông thường mà quảng cáo là có 5-6 lõi lọc ấy, thì thông thường chúng nó có tới tận 60 cút nối hay là khớp nối giữa các ống nước với nhau. Và khi mà càng nhiều khớp nối như thế thì nó rất là khó để chúng ta có thể quản lý được. Nhưng với máy lọc Aerosmith nhà mình sử dụng ấy, cái máy lọc tại vòi này, thì nó chỉ có khoảng 13-15 khớp nối, là một cái số lượng chỉ bằng 1/4 so với những cái máy lọc nước thông thường. Đây cũng là một cái yếu tố mà mình nghĩ các bạn nên cân nhắc khi lựa chọn máy lọc nước ở trong nhà. Và có một đặc điểm nữa là các bạn nhìn thấy ở trên máy lọc nước của mình ấy, nó có một cái đèn, có cái logo của Aerosmith ở đây. Nó rất là tiện ở một điểm là khi mà bất kỳ một trong các lõi lọc của máy lọc ở dưới nó hết thời hạn thì cái đèn đấy nó sẽ báo đỏ và mình sẽ biết là mình cần thay lõi. Và khi mà nó báo đỏ thì mình lại cúi xuống, mình nhìn xem là một trong bốn lõi đang lọc thì là lõi nào đã hỏng, và mình gọi điện cho tổng đài và người ta mang chính xác lõi đấy. Bởi vì nhiều máy người ta để luôn cái bộ phận mà báo lõi lọc chỉ ở dưới, nên là mình cứ xài ở trên này, mình cứ xài, mình không biết là đến khi nào mình thay lõi. Nên là cái tính năng mà mình thấy có cái đèn ở đây thật sự là tiện lợi cho người xài. Bởi vì mình sử dụng ở nhà cũ của mình cái máy lọc Aerosmith đến 3 năm ấy, mình mới thay lõi có một lần thôi. Thì cứ khi mà mình vặn nước mà thấy đèn báo đỏ là mình thay luôn, cực kỳ tiện lợi. Thêm một điểm nữa mà mình nghĩ các bạn nên nhớ, đó chính là máy lọc nước ấy, thì thông thường cỡ 4 đến 5 lõi là đủ. Rất là nhiều hãng ở trên thị trường quảng cáo có 6, 7, 8 đến chục lõi. Nhưng mà thực ra điều đấy là điều không cần thiết. Nó chỉ tăng nguy cơ rò rỉ nước này, tăng nguy cơ nhiễm khuẩn chéo, bởi vì quá nhiều lõi lọc đi qua từng cái như thế thì chúng ta rất là khó kiểm soát chất lượng của từng lõi lọc một, và cũng tốn tiền cho các bạn thay lõi lọc hơn. Nên là với 5 cấp lọc cơ bản của Aerosmith cộng thêm máy lọc tổng nữa thì mình thấy rất là yên tâm. Và các bạn, mình nghĩ rằng mình sẽ đưa các bạn đi tham quan thêm một tour nữa, bởi vì nhà mình không chỉ có một máy lọc này đâu. Quay lại vào trong phòng giặt của mình thì ở đây thì mình có một cái máy lọc nước khác, cũng là của Aerosmith luôn. Mình đã sử dụng hãng nào thì mình cũng khá là tin tưởng. Đây là máy lọc nước, nhưng mà nó có thêm một tính năng nữa, đó chính là đun sôi nước. Nên là khi mà các bạn thấy ở đây có cái nhiệt độ đúng không, thì nước nóng nó luôn luôn là nước sạch. Và nếu mà mình ăn mì, pha trà, pha cà phê ấy, thì mình chỉ sử dụng nước thẳng ở đây. Nhiều khi mà mình muốn đun nước cho nhanh ấy, thì mình cũng lấy nước ở đây rồi mang ra bếp để đun, rất là tiện. Và thực tế thì mình còn một cái máy nữa ở trên gác, tí nữa mình sẽ cho các bạn xem. Nhưng mà mình có một cái màn thí nghiệm nho nhỏ mình muốn thực hiện ở đây để chúng ta cùng xem nhé. Và đây là ba cốc nước mà mình lấy từ ba nguồn khác nhau. Cốc nước đầu tiên là mình lấy từ nước ở bên ngoài nhà, mình lấy nước của khu chung cư ấy, có nghĩa là đường ống nước mà chung cư cung cấp cho mình. Nước thứ hai là mình lấy từ vòi rửa của mình là ở đây. Cái thứ ba là mình lấy từ nước từ vòi qua lõi lọc RO. Và ở đây thì mình có một cái thí nghiệm cơ bản. Đây là cái que thử độ chất rắn hòa tan trong nước. Thì cái que này của Xiaomi thôi. Dĩ nhiên là cái que thử này nó không thể thể hiện chính xác là chất lượng nước sạch hay bẩn. Nó chỉ đo được những cái chất rắn hòa tan ở trong nước. Thì nó là một cái chỉ số cơ bản, có nghĩa là mình xem là cái độ tinh khiết của nước nó như thế nào. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng thử nhá. Mình sẽ bật cái này lên và chúng ta sẽ đo chất lượng nước ở khu chung cư xem như nào. Các bạn có thể thấy ở đây, nước ở khu chung cư của mình nó lên tới 128 ppm, mình không nhớ chính xác ppm là gì. Nếu mình nhớ ra thì mình sẽ để ở trên video luôn nha. Đây là một cái chỉ số này càng cao thì chứng tỏ là trong nước càng nhiều chất rắn. Ở đây là 127 với nước trước khi mà qua hệ thống lọc nhà mình, các bạn nhớ nha. Tiếp theo là mình sẽ đo cái nước mà từ vòi rửa, có nghĩa là nước đưa qua máy lọc tổng nhà mình. Bao nhiêu đây? 27 ppm. 27 ppm là khá là tinh khiết rồi đó. Còn bây giờ đây, còn là cái mà đi qua máy lọc RO nhà mình. Các bạn nhìn xem, nó còn 5 ppm.
5 ppm. 5 ppm là rất thấp, nó gần như là nước tinh khiết, gần như là nước cất đấy các bạn. Các bạn thấy không? Có nghĩa rằng là với ba cái chất lượng nước này, các bạn có thể thấy rõ ràng so sánh là cứ qua một lớp lọc thì các lượng chất rắn hòa tan nó được giữ lại rất là nhiều. Và về cơ bản là nước chung cư là khoảng hơn 100 thì nó không thể nói là bẩn, nó có rất là nhiều chất ở trong nước, đặc biệt là chất rắn hòa tan. Và cái này thì nó sẽ khiến cho cái việc mà chúng ta sử dụng cạn canxi, sử dụng máy móc, sử dụng nước nóng trong nhà nó rất là khổ sở. Có một cái sự thật mình muốn cung cấp cho các bạn là tất cả những cái máy rửa bát, máy sấy hay là máy giặt ấy, họ đều sử dụng công nghệ của châu Âu, nghĩa là những cái máy này do người phương Tây phát triển ra. Và ở nước người ta thì nước ấy thì người ta giữ cái nước nó rất là mềm. Ở Việt Nam mình thì thật sự là vì cái địa tầng địa chất nên là cái chất rắn nó luôn luôn bị nhiều, nên là các bạn có thể thấy với cái nước mà mình đã lọc qua máy lọc tổng thì mình sử dụng để tắm giặt nó rất là ok. Và với cái nước mà mình sử dụng để ăn ấy, nó gần như là nước tinh khiết như thế này. Có nhiều ý kiến cho rằng là nếu mà mình sử dụng nước tinh khiết như thế này khi mình uống ấy, thì cơ thể mình sẽ bị thiếu khoáng chất. Nhưng mà thực ra thì không đúng. Bởi vì là đúng là chúng ta có thể hấp thụ khoáng chất từ trong nước. Tuy nhiên là cái lượng khoáng chất mà hấp thụ trong nước ấy, thực tế là nó không có đáng kể bằng cái việc là chúng ta ăn rau, củ, quả, thịt, trái cây và bổ sung vitamin bằng những cái thực phẩm bổ sung. Thì mình thấy cái lượng khoáng chất như thế nó dồi dào hơn rất là nhiều mà chúng ta phải phụ thuộc vào nước. Nước thì mình thấy là thôi cứ dùng nước tinh khiết, nước sạch đi cho yên tâm, còn những cái kia mình bổ sung sau. Đấy là quan điểm của mình. Và với hy vọng với màn thử nghiệm vừa rồi thì mình đưa cho các bạn một cái nhìn khá là tổng quát về chất lượng nước ở đây. Và bây giờ thì chúng ta hãy lên tham quan nốt máy lọc nước cuối cùng ở trên nhà mình. Và ngoài máy lọc nước ở dưới bếp thì ở trên này thì mình cũng có một cái máy lọc nước khác. Đây là một cái máy lọc nước nhỏ khác. Ở dưới này thì cũng hơi bừa bộn một tí vì mình đang để những cái đồ mình chưa xài. Và cái đường nước của mình thì đúng là nó hơi phức tạp. Đây là cũng là một cái máy lọc nước của A.O. Smith. Máy lọc nước này thì cũng không có bình chứa luôn. Khi mà mình sử dụng máy lọc nước ấy thì mình rất ưu tiên sử dụng những cái model mà nó không có bình chứa. Bởi vì khi mà nước chạy qua các cái lõi lọc ấy thì nó sẽ đi thẳng đến vòi nước luôn và mình sẽ uống nước được ở trên này. Và vì nhà mình có 2 lầu nên là cái việc mà mỗi lần đi xuống uống nước thì nó khá là mất công, nên là mình lắp luôn một cái bình nước ở đây ở cạnh vòi rửa mặt, nên buổi tối thì mình uống nước ở đây rất là ok. Và vậy là mình đã giới thiệu cho các mọi người về cơ bản về hệ thống lọc nước ở trong nhà mình. Nói chung là nó sẽ có 2 lớp lọc, một lớp lọc tổng để sử dụng sinh hoạt và thêm một lớp lọc nữa để cho việc ăn uống tắm rửa. Và cảm nhận của mình sau 2 tháng sử dụng cái hệ thống lọc nước này thì mình thấy mình khỏe hơn rất là nhiều, có thể chứng minh ở một số điểm như này các bạn nhỉ. Tóc này, tóc lúc nào nó cũng mềm. Cái này là cái mình thích nhất, bởi vì khi mà gội nước, gội đầu bằng nước dơ ấy thì các bạn sẽ thấy được cái cảm giác là tóc lúc nào nó cũng sẽ bị bết, bị cứng. Còn ở đây mình sử dụng tóc của mình ấy, mình không bao giờ mình sử dụng sáp luôn, các bạn nhìn này, không có sáp mà nó cũng rất dễ bồng bềnh vào nếp. Và thêm một điểm nữa là chính là mình đã hết mụn lưng, có nghĩa là với những người đứa mà hay tập gym và ăn nhiều đạm như mình ấy thì sẽ có một cái thực trạng phổ biến, đó chính là mụn ở lưng rất nhiều. Từ hồi mình sử dụng nước lọc để tắm ấy thì đến nay thì cái hiện tượng mụn lưng của mình đã sẽ giảm được đến khoảng 70-80%. Dĩ nhiên nó là còn một số nhưng mà nó chưa thể dứt điểm được, nhưng mình rất là hài lòng. Da của mình cũng sẽ ít bị kích ứng hơn, vì da mình khá là nhạy cảm. Còn đây về mụn lưng thì mình cũng sẽ ví dụ cho mọi người. Nói chung là các bạn thấy không, cải thiện rất là nhiều so với cả ngày xưa. Vì vậy là các bạn, nếu mà các bạn đang gặp vấn đề về da, về tóc, về hệ tiêu hóa thì các bạn hãy chú ý đến xem là một trong những yếu tố mà chúng ta chưa quan tâm lắm đó chính là nguồn nước. Và video ngày hôm nay thì cũng đã khá là dài rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hy vọng rằng với một số kiến thức ít ỏi của mình thì mình đã cung cấp cho các bạn một số kinh nghiệm để các bạn có thêm một gợi ý để có một cái cuộc sống văn minh, tiện nghi và tiện lợi hơn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Nếu mà các bạn có quan tâm đến chủ đề gì tiếp theo thì hãy comment bên dưới, bởi vì mình sẽ trở lại sớm thôi với những cái video về kinh nghiệm để làm sao set up một cuộc sống thật là tiện nghi. Và chúng ta còn ánh sáng và không khí nữa đúng không? Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Mình sẽ trở lại vào thứ tư và chủ nhật hàng tuần. Nhớ subscribe và ấn chuông để nhận thông báo khi nào mình ra video mới nhé. Còn bây giờ bye bye.